Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một hộp trang sức của mình. Đây, hộp trang sức hình Hello, rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Đây, à, chị ba cái kẹp xanh hồng, xanh hồng vàng, xanh hồng vàng. Rồi hai cốc. Dạ con chào chú. Xin lỗi, ơi chú nằm sắp không thấy mẹ hả? Dạ con chào tóc. Tiếp tưởng chị đấy chứ nãy giờ. Đây là một đồ cụ tóc nữa. Đi ra ra, bỏ hết nó lạnh đấy nhé. Rồi hai cái kẹp. Rồi đây là cái kẹp. Còn cái này hai cái kẹp nhìn giống nhau. Này chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn đi xuất rồi. Còn cái này là cái cài hình Hello Kitty. Còn cái này như không là máy bay rồi. Lần sau mình sẽ quay tiếp nha, bye bye.